Rồi, xin chào tất cả các anh em quay trở lại với channel của mình ha, channel của Phong DIY. Hôm nay mình sẽ tiếp tục xả một ít hàng bãi nữa. Hôm trước thì mình xả motor bơm nước với lại gì đèn là hết rồi. Ở đây chỉ để đúng hai cái để mình chế đồ thôi nè. Còn đúng hai cái. Rồi, bơm nước thì hết rồi, ống hơi thì cũng hết sạch luôn. Đấy, cái thủ ống hơi đây. Hôm nay là hết sạch hàng rồi nhá. Thông báo là xả hơn 100 giây hết sạch rồi. Tiếp theo là đây là có xi lanh này. Okay. Xi lanh cực đẹp luôn, xi lanh của SMC với lại xi lanh hàng. Có cả gì? Cảm biến hành trình luôn. Cảm biến luôn. Ở đây có sẵn đầu co nấu nhanh này. Nhưng mà cái này mình không có bán được kiểu xi lanh khí để gửi cho thợ nó độ lại thành xi lanh thủy lực rồi mình bán kiểu xi lanh thủy lực thôi, chứ bán xi lanh khí không có lời, bán đắt thì anh em lại kêu. Với lại xi lanh khí thì nó có nhiều mục đích. Ở đây có một ít van này, van để độ máy xúc thủy lực này mà mình chưa độ này, đâu rồi, mà cái bộ này này đây, máy bơm dầu thủy lực này đấy. Van chia thủy lực này, đế chia thủy lực này, chưa được độ, không có thời gian này, nhưng mà phải xả hết hàng đã. Dạo này nhà cửa bừa bộn rồi anh em ạ. Đây còn một đống mấy anh em kêu chế hộ cái máy hàn xeo mà còn chưa làm được đây. Đấy, phải xả hết cái đống này đã rồi để mình lôi cái đống này vô ha. Hôm nay mình sẽ xả motor giảm tốc 12-24V cho anh em nào chế máy quay gà, chế xe máy xúc thủy lực hoặc chế máy vặn vít mini 12V. Đấy, đủ để làm những cái nhu cầu đấy cho anh em nha. Đây mình sẽ test cho anh em xem. Trước tiên cũng cảm ơn anh em tin tưởng ủng hộ mình trong mấy ngày qua. Thứ nhất là hàng cũng khá là rẻ, anh em tranh thủ mua. Thứ hai là đã tin tưởng shop. Thì như mấy con này này, hai con này, đây các bạn nhìn này, motor của Nhật này. Này nhá, mình zoom sẵn lại cho anh em xem. Đấy, chữ Japan chưa? Japan. Đây. Con này nhỏ để chế, mình đang định chế máy vặn vít mini này, nhỏ xíu luôn mà nó khỏe kinh khủng. Đấy. Bao đẹp luôn, hai con này để chế máy vặn vít mini ha. Rồi, như con này thì có thể chế máy đưa võng hoặc quay gà này, đang tính chế võng và quay gà này. Hôm qua bán được mấy con rồi, ở đây chỉ còn có hai con, một con mình để làm quay gà, một con mình để đưa võng thôi. Đó. Ở đây thì nó không có bao nhiêu cả, nhìn vậy thôi, nhưng mà nó chỉ được khoảng 20 con thôi. À, nhiều khi có 1-2 người mua lại hết sạch rồi. Giống như dây hơi với lại bơm ạ. Anh em vô thấy rẻ toàn mua 4-5 cái, chục cái không. Rồi, mình sẽ test cho anh em xem nhé. Đây thì nó chủ yếu có một cái dòng này. Đó là dòng của Hàn Quốc này, anh em nhìn nhé, Korea này. Made in Korea này, ok chưa? Hàng tháo máy bãi công nghiệp Nhật Hàn. Hàng này là hàng Hàn Quốc này, của Hàn. Hộp số của nó thì mình tháo thử ra, tí nữa mình sẽ tháo thử ra cho anh em xem nhé. Còn bây giờ mình sẽ test cho anh em xem. Đây, anh em nhìn điện 12V nhá, điện áp 12V này. Đây nhá. Điện áp 12V, mình sẽ test cho anh em xem. Motor này là 12-24V. Nó ngắn như vậy anh em chào chế máy xúc thủy lực thì đúng bài luôn. Đây mình sẽ tăng lên 24V nhá. Đó, chạy bình thường nha. Mình sẽ đo sơ qua cho anh em về kích thước nha. Tổng chiều dài của cả thân và hộp số là 50.
Đường kính thân là 34. Đường kính hộp số là 36. Đường kính trục 60 mm. Độ dài trục rơi vào khoảng 16 mm nha. Ok. Tất cả cái thông số của nó đấy. Nó nặng khoảng 450 gram nha. Hộp số nhôm bằng sắt. Nó chỉ có mấy con thôi. Anh em nào mua thì tranh thủ gọi số điện thoại trên video nhé. Hoặc liên hệ trực tiếp số Zalo vào giờ hành chính. Bên mình Zalo chỉ làm việc theo giờ hành chính thôi. Và chỉ làm việc theo giờ hành chính thôi. Cái đấy anh em thông cảm. Anh em gọi sau 1 tiếng là nhiều khi không còn hàng đâu. Tại vì số lượng nó ít lắm. Giá thì mình công khai luôn ha, một con như vậy mình đang bán giá là 95 ngàn một con, hàng bãi Hàn, thì các anh em đừng so với hàng Trung Quốc. Mà hàng Trung Quốc em mua có 130, 140, anh em đừng so làm gì. Vì hàng này nó có số lượng có hạn thôi, tháo trong bãi ra chứ không phải lúc nào cũng có. Gom mãi mới được mấy chục con đấy các bạn. Cái này các bạn hỏi cả chủ bãi họ cũng chẳng có mấy đâu. Tại vì hên xui lâu lâu về được con máy nó có nhiều hàng thôi. Đấy. Bên trong là bánh răng của nó này. Máy đo bằng kim loại. Hộp số thì mình sẽ tháo cho anh em xem. Bên trong nó vẫn còn dầu nguyên này. Hộp số của nó nè, em xem này, đấy, nhôm bằng kim loại nhá. Số vòng thì nó rơi vào tầm khoảng từ 50 cho tới 200 vòng, tùy điện áp các bạn nhé. Mình test số vòng cho các bạn nè. Anh em nào mua hàng thì nhớ liên hệ Zalo hoặc lên Shopee, mình sẽ đính kèm cho anh em ở bên dưới nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào chuông để nhận những cái thông báo mới nhất về channel của mình nha. Nhiều khi mình có xả hàng thì anh em có thể hôm nào mình sẽ cái lô vít này về này, mình sẽ view bán lại cho anh em. Cái vít xài cực ngon luôn, mình đang dùng cực sướng. Hàng này của công nhân của mấy công ty như là Samsung, LG họ hay dùng này, cấp cho công nhân dùng ở đến thời kỳ họ xả ra. Hên hên thì thu về được một lô, chứ không phải lúc nào các bạn cũng có, là các bạn thích lên có là các bạn mua được, là không có. Nhiều khi về được 100 cây thì chia đều cho 100 cây, chia đều cho 100 người thôi. Ở Việt Nam thì có rất là nhiều người, 1.000 cây này bán cũng hết nữa. Mình bán mình biết mà, hàng hóa lấy phát là hết luôn. Rồi vậy nhá, mình sẽ chỉ có view như vậy thôi, kết thúc cái video ở đây. Video thì nó không có nhiều, chỉ là mình xả cái đống này đi thôi cho nó gọn nhẹ nhá. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại nhá. Đừng quên nhấn like và đăng ký video của mình. Xin cảm ơn, xin chào mọi người.